Mây Lang Thang phải dừng gấp đêm nhạc, xin lỗi nhưng dân mạng vẫn phẫn nộ. Trưa ngày 27 tháng 7, đơn vị tổ chức Mây Lang Thang nhận được công văn từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng đơn vị cho thuê địa điểm về việc tạm dừng chương trình nghệ thuật dự kiến diễn ra tối ngày 27 tháng 7. Phản ứng của ban tổ chức về thông báo này khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Theo kế hoạch từ ban tổ chức, chương trình biểu diễn May Concert dự kiến diễn ra tối ngày 27 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Trưa ngày 27 tháng 7 năm 2024, ban tổ chức chương trình là Mây Lang Thang nhận được công văn từ Sở Văn hóa và Thể thao, VHTT, Hà Nội và đơn vị cho thuê địa điểm về việc tạm dừng chương trình. Công văn số 3139 của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đề nghị Trung tâm Hội nghị Quốc gia hướng dẫn công ty cổ phần Mây Lang Thang tạm dừng tổ chức chương trình May Concert vào 19:30 tối ngày 27 tháng 7. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cũng đề nghị đơn vị cho thuê địa điểm hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để chương trình được tổ chức thành công vào lần kế tiếp, nếu có. Phía Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng khẳng định theo quy định trong thời gian tổ chức lễ quốc tang, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. Trong điều kiện tình hình thực tế, trước sự đau thương, mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân và thực hiện yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước về việc hạn chế tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước và sau lễ quốc tang, đơn vị cho thuê địa điểm nêu lý do yêu cầu dừng chương trình. Trong thông báo công khai tới khán giả, Mây Lang Thang cho rằng công văn từ đơn vị có thẩm quyền đến đột ngột và trong tình thế khẩn cấp. Chúng tôi biết rằng quý vị sẽ rất phiền lòng với thông báo khẩn về sự thay đổi quá đột ngột này. Sân khấu đã hoàn thiện, ca sĩ và ekip đã sẵn sàng cho một đêm diễn tri ân đầy ý nghĩa. Nhưng với hai công văn như đính kèm mang tính đột ngột từ đơn vị có thẩm quyền, trước mắt, trong tình thế khẩn cấp, chúng tôi buộc phải đưa ra thông báo này ngay lập tức để quý vị tránh mất thời gian di chuyển đến với đêm diễn tối ngày hôm nay, ban tổ chức nêu. Trước đó, fanpage của chương trình đăng bài kêu cứu vì đang tổng duyệt thì nhận tin phải dừng chương trình. Hiện nay bài đăng đã bị xóa. Thông báo từ phía Mây Lang Thang nhận chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng ban tổ chức đã đổ lỗi cho đơn vị cấp phép và cho thuê địa điểm. Giữa lúc cả nước đau buồn vì mất mát lớn, một chương trình nghệ thuật lại kêu cứu vì phải dừng tổ chức. Hành động này của ban tổ chức quá thiếu suy nghĩ, việc tổ chức chương trình nghệ thuật vào thời điểm này rất đáng lên án. Hơn nữa, trong poster chương trình và những bài viết quảng cáo, Mây Lang Thang không hề nhắc đến mục đích tri ân. Chiều ngày 27 tháng 7, fanpage của Mây Lang Thang nói lời xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi khán giả và dư luận về những thông tin không thống nhất về việc hoãn đêm diễn tại Hà Nội hôm nay, 27 tháng 7. Đây là bài học lớn cho Mây Lang Thang trong việc xử lý thông tin và ứng xử với khán giả, công chúng trong những thời điểm nhạy cảm của đất nước. Mây Lang Thang mong nhận được sự tha thứ của các khán giả và cộng đồng sau sự cố rất đáng tiếc này của chúng tôi. Chúng tôi xin được rút kinh nghiệm sâu sắc và cố gắng khắc phục hậu quả. Bài đăng xin lỗi vẫn nhận nhiều bình luận công kích của cộng đồng mạng. Quản trị của fanpage Mây Lang Thang đã khóa bình luận.